Thì đối với ngôn ngữ lập trình thì mình nói chung ha, thì ngôn ngữ lập trình thì nó sẽ tương đối là nó khó, nhưng mà các bạn phải hình dung á, là đây là cái ngôn ngữ mà thầy nghĩ là nó quốc tế hơn cả ngôn ngữ tiếng Anh nữa. Đó. Thì nó giống như một cái khi chúng ta học một cái ngôn ngữ mới thôi, giống như khi bạn học ngoại ngữ ấy, thì các bạn sẽ thấy nó ban đầu thì nó rất là khó, nhưng mà khi chúng ta học nhiều, chúng ta học đủ một thời gian, đủ một cái quá trình đủ lâu, thì các bạn sẽ thấy thì ngôn ngữ lập trình nào thì thầy nghĩ nó cũng giống nhau thôi. Và chúng ta chỉ cần học giỏi một ngôn ngữ lập trình, còn sau này khi chúng ta ra trường thì chúng ta có thể biến đổi, chúng ta có thể tham dự thêm nhiều dự án với những cái ngôn ngữ lập trình khác nhau. Thì riêng về cái phần này thì chắc là thầy sẽ mời thêm bạn Trần Chí Linh nha, lúc nãy thì bạn sẽ chia sẻ hơn về cái việc là sử dụng cái ngôn ngữ lập trình khi chúng ta đi làm như thế nào, thì đó nó sẽ chân thật hơn cho các bạn. Chắc là mời Linh chia sẻ thêm phần này đi Linh. Cũng cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Thì lập trình nó là một cái môn khó, nhưng mà không phải là không học được. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì chúng ta có thể học lập trình được. Thì khi mà đi làm á, nó sẽ có những cái quy trình của việc thiết kế phần mềm. Thì đầu tiên thì sẽ có một ông BA, ông sẽ cho ra một cái nghiệp vụ gì đó, rồi sau đó là đội code và đội tester sẽ vào thực hiện code và thực hiện những cái test case đó. Và trong quá trình mà ông code ông developer ông mà code đó, thì cái đội tester nó sẽ tiến hành viết ra những cái test case. Rồi đến khi mà cái chức năng nó được dev xong, được làm xong, thì tester sẽ vào kiểm thử. Thì nếu như mà những công ty lớn thì nó sẽ có những cái quy trình như là thực hiện automation test hoặc là unit test, hoặc còn những công ty nhỏ thì giúp gọn cái quy trình lại, thì nó sẽ bỏ qua cái bước automation test mà nó chỉ có manual test thôi. Thì đó chính là những cái quy trình mà làm việc ở trong cái ngành lập trình. Thì họ lập trình thì nó là một môn khó, nhưng mà chỉ cần chúng ta cố gắng học hỏi, cố gắng trau dồi thì chắc chắn sẽ đạt được.